Biến cảm xúc khó chịu thành nguồn năng lượng và ngọn hải đăng chỉ đường, đó là chủ đề cuốn sách Vượt Cạm Bẫy Cảm Xúc mà tuần này Thư viện Thành phố Uông Bí muốn gửi đến bạn đọc. Sách của tác giả người Nam Phi Susan David do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Bà là một diễn giả, đồng thời là chuyên gia tâm lý y khoa thuộc khoa y Đại học Harvard. Lo lắng, bất an, xấu hổ, chán nản, hoài nghi, buồn bã, cô đơn. Khi có một cảm xúc tiêu cực như vậy dấy lên trong lòng, bạn thường sẽ phản ứng ra sao? Có người bị cuốn theo cảm xúc để rồi hành động bột phát, có người ngay lập tức gạt phăng cảm xúc qua một bên, coi chúng như một vật cản đường. Các kiểu phản ứng nói trên đều không lành mạnh, vừa cứng nhắc vừa thiếu sáng suốt, nhưng rất bản năng, chúng hoàn toàn tự động và đầy cám dỗ, giống như chiếc móc câu khiến bạn dễ dàng mắc vào. Theo Susan David, mục tiêu cuối cùng của sự linh hoạt trong cảm xúc là giúp bạn có thể nhận ra và vững vàng đón nhận thử thách cũng như nắm bắt các cơ hội phát triển trong suốt hành trình cuộc đời mình. Đây là giá trị cốt lõi mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả thông qua tác phẩm của mình. Với cuốn sách này, tác giả hướng dẫn các bước để lấy lại sự lạc quan theo một quy trình cố định. Trước hết, mỗi người cần nhận thức được những cảm xúc mà mình đang trải qua, sau đó tìm cách tách những yếu tố tích cực ra khỏi suy nghĩ. Cuối cùng, hãy hài hòa về mặt cảm xúc với những mục tiêu mà bạn đang đặt ra. Trân trọng kính mời bạn đọc tìm đọc cuốn sách Vượt Cạm Bẫy Cảm Xúc hiện đang có mặt tại Thư viện Thành phố Uông Bí.